Các bạn biết Ngọc Trinh câu rất là nổi tiếng Đó là không tiền cặp đất mà ăn các bạn ạ Yêu nhau mấy mà không có tiền ấy, thì cũng sớm chia tay thôi Không tin hỏi một số người Mày với Trang yêu nhau bấy lâu nay tiêu hết bao nhiêu tiền rồi Tú? Chắc hết tầm uh, nửa tỷ đi. Nửa tỷ đúng rồi, tại vì bọn này hay đi du lịch Vân <cười> <cười> Đây là sao đấy này em với lại uh, người yêu, yêu nhau lâu nay thì là mỗi lần đi chơi mua sắm đồ ấy người em phải xin phép em không không hả? không không Tại vì Vân là người đi ô tô đều người yêu các bạn nhé Phương được. Em đã có người yêu chưa? Ok Kết thúc video luôn đáng lại ra Phương phải nói có người yêu rồi Thế các bạn biết rồi mình là một thằng rất hay mua đồ công nghệ Mua cực kỳ nhiều Nhưng mà từ ngày có bà cháu thỏ bà ở văn phòng lúc nào cũng theo dõi mình mua gì cấm mua cái thứ thành ra là mình muốn mua đồ mới cái đầu tiên bắt mình nó là phải đi bán đồ cũ đi mới có thể mua được đoạn sau mình xem nội dung đã chờ tí và hôm nay thì mình sẽ tổ chức một cái sự kiện sale toàn bộ các cái sản phẩm của mình làm review để mà có tiền mua những cái món khác và bên cạnh đấy nữa biết đâu có tiền hốt luôn cả nhiều mới và cái 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 ứng dụng cái đít này là do hôm nay cháu tỏ cho mình xem của bọn beauty blogger tên là vitamin b thì phải và hôm nay anh em nào mà muốn mua đồ thơm ấy à, anh em muốn mua đồ ngon giá rẻ thì hãy cần phải xem video này cơ hội nghìn năm có một đấy và sau đây chính là danh sách của những cái món đồ mà mình sẽ bán cực kỳ hot à, ví dụ như ở đây mình có một chiếc Nokia 1 này mới hoàn toàn các bạn nhé mới chỉ mở hộp mình uh, có một chiếc Huawei top Band B5 để đeo vào tay đo sức khỏe làm tai nghe Bluetooth có thể nghe gọi các thứ từ đây luôn mới chỉ dùng rất là ít à, hay là mình cũng có những chiếc điện thoại như là Nokia 2 cũng đang còn mới cho mọi người mua tai nghe thể thao Bluetooth không dây chưa từng sử dụng À, mình có Samsung Galaxy A20 hàng line new bị uh, sức mặt lưng rồi thậm chí là cả chuột gaming chưa thực sử dụng <laughs> đem ra văn phòng mọi người đấu giá các kiểu đó như vậy là Thật sự là trên màn hình thì không thể hiển thị hết toàn bộ nên mà mình sẽ để cái link cũng như cái tên của mình ở trên ứng dụng Kedit để các bạn có thể vào đấy tải để các bạn để xem danh sách mình bán những cái gì. Thế thì do mà mình không sử dụng Facebook chính thức thành ra là các bạn cũng đừng inbox fanpage lúc đấy khôi phải trả lời rất là khổ. Nên mọi thứ liên quan đến mua hàng trả giá ra sao thì mình sẽ truy cập vào ứng dụng xử lý trên đấy. Các bạn nhá, cài ứng dụng Kedit theo link mô tả bên dưới video này, sau đó đăng nhập bằng Google, các bạn đăng nhập bằng email, Facebook, xác định vị trí của mình và tìm đồ mình bán bằng hashtag là vật vào studio. Thế thì tại sao mình lại dùng Kedit? Thực tế ra mình bán rất là nhiều đồ nhưng mà thi thoảng bán một tẹo thôi và có một số hạn chế mình gặp phải và với Kedit thì nó có những cái lợi thế sau. Thứ nhất là với những ứng dụng khác thì phần lớn là shop nhiều còn với những cái cá nhân bán ấy thì search nó sẽ ít ra được hơn. Và bên cạnh đấy nữa thì khi mà mình ở đâu thì nó sẽ hiện ra những người dùng gần mình dễ tìm mua và kết nối với lại người bán hơn. Vì thế nên mà cái độ tin tưởng chúng ta sẽ cao. Mình đã từng gặp cái trường hợp là hôm đó mình bán một con điện thoại nhưng mà người mua tít ở dưới chỗ là đan phượng cơ xa quá điều độ mất 45 phút thì không thể ra đấy để mà bán được và đây là một ứng dụng chuyên tập trung vào thanh lý đồ cũ các bạn nhé thành ra là các bạn sẽ tìm rất nhiều cái món giá hơi và chắc chắn danh sách những cái món mình bán này sẽ đều là giá cực kỳ tốt cho mọi người ở trên cái ứng dụng kết thì rất là dễ tầm khoảng 30 giây là có thể đăng post mua bán với 15 hình ảnh này. À, giá bán có thể cho phép người mua trả giá. Thế nên các bạn đừng có inbox cho mình để mà thương lượng. Bên cạnh đấy như tình trạng sản phẩm này, mô tả vân vân. À, mọi người có thể liên hệ với người bán rất dễ thông qua là chat này, cô hoặc MMS sẽ không mất thời gian để các bạn phải chờ đợi mỗi khi người ta muốn liên lạc. Ứng dụng hiện tại đang miễn phí cho cả người mua và người bán vì vậy có số lượng sản phẩm đăng lên hàng ngày rất là nhiều. Bên cạnh đấy nó có tính năng đẩy tin bài miễn phí từ 1 tới 4 lần một ngày dựa vào cái hạng thành viên vì vậy là cái thời gian các bạn thanh lý cái sản phẩm đấy nó cũng nhanh hơn rất là nhiều thế nên đồng loạt đây mình bán được khoảng gần hai chục món thì nó cũng sẽ cần phải thời gian xử lý nhanh nó có một số cái khác như là đánh giá cái độ tín nhiệm người mua selling bán hàng cho bạn bè vì thế anh em mua hàng trên này khá là lịch sự trả lời tư vấn nhiệt tình À, và các bạn thấy rằng là cái khoảng cách giữa người mua và người bán trên ứng dụng thì nó sẽ ngắn hơn cái hay của ứng dụng này là quan tâm đến nhu cầu săn hàng anh em nên trang bị tính năng theo dõi cả người bán và sản phẩm ví dụ nhá các bạn muốn theo dõi mình để sau này mình muốn bán cái gì đúng không thì các bạn bấm vào nó sẽ xem được các thông tin của mình hoặc các bạn nếu mà muốn tìm một chiếc iphone thì các bạn sẽ theo dõi cái sản phẩm là iphone x thì từ đó về sau ai đăng lên thì lập tức sẽ thông báo cho mọi người nhờ vậy nên các bạn sẽ luôn luôn mua được sản phẩm đúng như mình mong muốn và đây là lần đầu tiên thì mình thanh lý toàn bộ các sản phẩm cùng một lúc khủng khiếp như thế này ở trên ứng dụng của Credit. Nên anh em yên tâm là giá cực kỳ tốt và link thì mình sẽ để mô tả bên dưới ở Credit các bạn tải về này. Sau đó là các bạn sẽ mua hàng bằng cách tìm qua hashtag là Vật Vờ Studio. Bên cạnh đó, nếu anh em mà cũng ý định bán đồ mà lấy tin tưởng lẫn nhau ấy thì các bạn hãy bán hashtag là bán cùng Vật Vờ Studio. Nhờ vậy những anh em nào đã xem video này sẽ biết được hashtag đó nên ta sẽ có độ trust cao hơn. Rồi, hy vọng là qua video này mình sẽ giải toán toàn bộ đống này để có thể kiếm tiền đi uh, cua bạn gái mới và cũng như là anh em thể mua được đồ giá tốt mà bọn mình hiện tại cũng không nhu cầu sử dụng. Hẹn lại bạn các video lần sau. Ừ, đây, 10 củ.